Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token có ký hiệu là BKBTC nha các bạn. Token này nó sẽ list vào sàn Pancake Swap vào ngày 12 tháng 7 nha các bạn. Thì hiện tại dự án này nó có chương trình airdrop cho các bạn claim BRI nè, và nó đang trong chương trình bán hàng free sale nè. Các bạn có thể mua tối đa là 0.01 BNB và max là 20 BNB nha các bạn. Cái phơ đây là lộ trình của nó nè. Có gam map nè các bạn. Con chắc tôi cần lao bát phi sale marketing này rớt nè, quý 2, quý 3 nè. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình, các bạn copy cái phần link dự án của mình nha các bạn. Rồi các bạn mở trình duyệt cái chocolate ra của mình ra nè các bạn. Rồi các bạn bấm trình duyệt dash nè, các bạn dán con chắc của mình vào nè các bạn. Ủa, dán cái phần link dự án của mình vào đây các bạn, bạn bấm gỡ nè. Sau khi tất cả các bạn muốn gỡ, bạn nào muốn mua PCL thì bạn bấm vào buy nha các bạn. Còn bạn nào muốn claim free thì bạn bấm vào claim ngày drop. Mình sẽ tốn phí mạng là 0.0 mấy nha các bạn. Các bạn nhập xíu nha. Tất cả các bạn sẽ tốn phí mạng là 0.00056 BNB của khoảng 0.3 đô các bạn. Còn bạn bấm chấp thuận nha các bạn. Rồi ok, để mình bắt đầu mình kiểm tra cũng chắc nó dễ dương nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ BNB Smart Chain này mình các bạn. Rồi các bạn mở Google. Các bạn vào sang BC Scan nha các bạn. Mình dán con chắc của mình vào không ạ. Rồi các bạn bấm một tìm kiếm. Để mình hướng dẫn các bạn áp con chắc xong mình sẽ hướng dẫn các bạn. Trời ơi. Và hiện tại mình đã về được 1 triệu token BKBT nè bạn. BKBTC nè. Hiện tại tổng cung của nó là có 1 tỷ token. Hiện tại có 1.625 holder. Rồi các bạn copy con chắc của nó bạn. Website nó đang update sao các bạn. Rồi các bạn mở chỉ chocolate mình ra lại nè. Rồi các bạn mới đắp lên mà. Bạn qua một tìm kiếm các bạn dán vào nữa. Rồi các bạn mở ra nha bạn. Rồi các bạn sẽ thấy được 1.000 token BKBTC bạn. Đây mình hướng dẫn các bạn lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Thì các bạn gì copy cái địa chỉ Smart Chain của mình nha các bạn. BNB của mình nè. Các bạn qua là dưới chocolate mình nè. Các bạn vô trình duyệt dash nè. Các bạn qua BKB Bitcoin lên nè. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Rồi các bạn dán vào gấp link nè các bạn. Dán vào đây. Sự giá không sâu không cần các bạn chỉ bấm vào một red link thì tự động nó sẽ có link ghép cho tất cả các bạn gì copy cái link ghép này chia sẻ bạn bè những thằng để kiếm thêm token các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 1 triệu token BKBTC đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.